Xin chào các bạn đã quay trở lại với Macino. Mùa hè 2016 kết thúc bằng những sự kiện còn nóng hơn cả bản tin thời tiết. Đó là một loạt vụ nổ liên quan đến chiếc Samsung Galaxy Note 7, dẫn đến quyết định chính thức chấm dứt vòng đời của sản phẩm này từ Samsung sau đúng 69 ngày tồn tại trên thị trường. Chính xác hơn thì nếu tính tuổi mụ của Note 7 ra là 70 ngày. Bên cạnh đó thì trong lịch sử smartphone cũng đã từng tồn tại không ít những vụ cháy nổ mà nguyên nhân chính là do pin của điện thoại. Sự mất an toàn của điện thoại Samsung nói riêng và smartphone nói chung đang trở nên đáng lo ngại hơn bao giờ hết. Nhưng từ khi nào mà điện thoại thông minh lại dễ phát nổ đến như vậy? Có lẽ mọi chuyện đều bắt nguồn từ pin, phần duy trì sự sống cho chiếc điện thoại nhưng cũng có thể tước đi sự sống của nó bất cứ lúc nào. Vậy chúng ta cần hiểu việc này như thế nào? Các bạn hãy cùng mình tóm lược trong video ngày hôm nay nhé! Pin điện thoại có thể phát nổ à? Hầu hết các loại pin sử dụng trong smartphone hiện nay đều có đặc điểm chung là dễ cháy. Đó là pin lithium với hai phân nhánh là lithium ion và lithium polymer. Tất cả đều có cấu tạo chung bao gồm cathode và anode với chức năng sản sinh ion điện hóa từ phản ứng và thu lại chúng thành dạng điện năng để truyền dẫn đến các linh kiện điện tử bên trong thiết bị. Trong tất cả các loại pin thì cực âm và cực dương được ngăn cách bởi một lớp màng. Nếu cathode và anode chạm vào nhau sau phản ứng hóa học thì tốc độ phản ứng sẽ diễn ra càng nhanh, đồng nghĩa với việc sản sinh điện năng càng lớn. May mắn thay là một viên pin không thể có đủ nhiên liệu để có thể gây phát nổ dữ dội, nhưng chắc chắn là sẽ khó có đồ vật nào được nguyên vẹn trong bán kính nửa mét với nó. Như trong trường hợp của chiếc Note 7 là một ví dụ, nhiều khả năng lớp màng ngăn cách giữa hai điện cực cathode và anode đã bị làm mỏng hơn mức cần thiết và dẫn đến tình trạng dễ bốc cháy, phát nổ trong thời gian qua. Đây rõ ràng là một lỗi đến từ khâu sản xuất linh kiện. Tuy nhiên cũng cần biết rằng tất cả các loại pin lithium đều được trang bị một mạch in điều khiển nhiệt độ. Nếu pin nóng lên tại một phạm vi nhiệt độ nhất định thì mạch điều khiển sẽ tự động chặn quá trình sạc, bởi nhiệt độ cao sẽ nhanh chóng làm hỏng màng ngăn và khiến cathode bị chạm vào anode gây ra cháy nổ. Điện thoại thông minh có dễ cháy như nhiều người suy nghĩ hay không? Thì để trả lời câu hỏi này thì smartphone tưởng chừng như một đồ vật vô hại nhưng lại luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn bên trong. Nhưng cần xét đến thực tế rằng các trường hợp gây cháy nổ của điện thoại thông minh chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ, trong khi mỗi năm thế giới tiêu thụ tới 1,4 tỷ điện thoại, thì có thể thấy vài chục trường hợp của chiếc Note 7 dường như chỉ là mối bỏ bể thôi, cũng giống như tỷ lệ người bị sét đánh hay là cá mập cắn hàng năm vậy. Nếu một nhà sản xuất phát hiện một loại pin trên thiết bị của họ bị mắc lỗi sản xuất, họ sẽ ngay lập tức đình chỉ sản xuất và thu hồi ngay lập tức, giống như Samsung đã ngừng phân phối Note 7 vậy. Thế thì bạn có cần thiết phải lo sợ chính chiếc điện thoại của mình hay không? Câu trả lời rõ ràng là không rồi, nhưng thật sự là nó vẫn có nguy cơ xảy ra, dù ít hay nhiều. Do đó nói chung việc kiểm soát chất lượng để đảm bảo an toàn cho viên pin luôn là điều cần phải để mắt đến. Và vừa rồi là tất cả những điều mình muốn chia sẻ với các bạn về vụ việc xung quanh sự nổ pin của những chiếc điện thoại di động, đặc biệt là trên chiếc Galaxy Note 7 gần đây. Vài chục trường hợp Note 7 tuy nó không nhiều, nhưng nó là một lời cảnh báo cho Samsung. Và họ đã phải bắt tay vào điều tra nguyên nhân. Liệu bạn có lo sợ chiếc điện thoại bạn đang xem video này nó sẽ phát nổ ngay bây giờ hay không? Hãy bình luận vào bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.